Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube và Facebook của Hùng Huyền Đông Anh. Hôm nay, ngày 1 tháng 10, Hùng Huyền Đông Anh về rất nhiều các mặt hàng, trong đó phải kể đến chiếc âm ly của hãng Acuphase, đó là chiếc âm ly E470. Và điều đặc biệt ở chiếc âm ly này là nó còn mới nguyên hộp xốp. Đây là chiếc âm ly E470 mà tôi muốn nói đến. Chiếc âm ly này có công suất là 420W. Nó là một trong những chiếc âm ly có công suất lớn của hãng Acuphase. Bởi vậy, E470 được giới chơi nhạc lựa chọn để đánh, để dùng những đôi loa khó tính. E470 có mặt phay nhôm màu vàng. Acuphase E470 nguyên hộp xốp này đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá là 110 triệu. Quý vị có nhu cầu tìm mua chiếc âm ly Acuphase mới nguyên hộp xốp, xin mời đến Hùng Huyền Đông Anh tại địa chỉ góc ngã tư thị trấn Đông Anh, Hà Nội, bên cạnh cổng công an huyện Đông Anh, hoặc liên hệ qua số điện thoại 0984 285 477. Lời thương mến đợi nhau, chuyện tình.